Xin chào anh chị và cô chú. Hiện tại em có mặt tại đường Từ Vũ của phường 3 thị xã Gò Công. Ngay chỗ trung tâm điện máy Chợ Lớn này nè. Đó. Có một mảnh đất nha. Ngay trung tâm của thị xã Gò Công luôn, kêu bằng ấp Hưng Hòa, xã Long Hưng của thị xã Gò Công. Ở trong con đường này. Trong con đường này nha, đường này rất là rộng. Đó. Rồi bây giờ em chạy vô đây em quay cái mảnh đất cho anh chị coi. Mảnh đất trong đây thì thuận tiện cho anh chị mở nhà nghỉ, thì nhà biệt thự, ăn uống, cái gì cũng được anh chị. Chút xíu em vô em quay rõ ràng cho anh chị coi nha. Bữa nay ở đây thì có một cái trường mầm non nè. Vô đây là trường mầm non nha. Đường trong đây là chắc đường cỡ 6 mét á. Đây trường mầm non nè anh chị. Đây quán cà phê giải khát. Ở đây thì quán lẩu. Trường mầm non Long Hưng. Tới ngã ba này. À, đường trong đây rất là khang trang, nhà cửa rồi khang trang chưa? À, quẹo qua đây nha, chị quẹo qua đây. Trên con đường này. Con đường này ở ngoài sau trường học này nè. Coi như ngoài sau trường học này có một mảnh đất ngay ông anh đang đứng á. Ngay ông anh đang đứng. Mảnh đất chỗ này nha. Rồi. Xin chào anh chị. Hiện tại em đã có mặt tại cái lô đất rồi nha. Lô đất mình cái địa chỉ thì hồi nãy em có đọc rồi. Bây giờ em đọc lại cho anh chị nè. Ấp Hưng Hòa, xã Long Hưng của thị xã Gò Công. Ở đây mảnh đất 400m2. Bề ngang từ cái điểm này nè, anh chị kéo qua bên đây là 10m. Đó, tới cái cột này nha, 10m. Từ cái cột này anh chị đi sâu vô là 40m. Vô sâu 40m. Thì bây giờ em sẽ dẫn anh chị đi ra phía sau coi cột mốc nha. Ở đây có hai cuốn sổ. Một cuốn sổ thổ cư và một cuốn sổ cây lâu năm. Em quay xong em sẽ giới thiệu cuốn sổ đến anh chị mình xem nha. Coi như cái lô đất của mình là hai mặt tiền. Lô đất hai mặt tiền nha anh chị. Cột mốc là tới cái điểm này quá. Để điểm này phải không anh Bình? Nãy tới điểm này đúng không? 40m hả? À, tới chỗ này. Rồi, tới chỗ này rồi đúng không? À, tới trụ chỗ này nha anh chị. Tại nãy em chưa có vô em xem. Đó. À, dài qua bên kia. Rồi, thì bây giờ em sẽ quay cuốn sổ này cho anh chị xem. Đây là cuốn sổ của mình ha. Nè. Ấp Hưng Hòa nè, xã Long Hưng nè, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Tổng diện tích là 397m2. 397m2, còn coi như là 2 mét mấy nữa là 400m2 nha anh chị. Thì đất người ta đã chuyển lên. Đây. Đất người ta đã chuyển lên. Mục đích sử dụng đất chuyển trồng lúa nước nè, thành đất trồng cây lâu năm là 347m nè. Đó. Mình chỉ hiểu là như vậy. Còn ở bên đây người ta chuyển lên 50m đất ở nông thôn. Đó, thấy không? Đây nè, là thổ cư nè. Coi như là hai cuốn này cộng lại là 397m2. Đất này thì là hướng hình như là hướng tây xéo hơn chút đó anh chị. Giờ bây giờ nhắm hướng luôn rồi. Hướng bắc nè, hướng tây đúng rồi, hướng tây xéo hơn chút nha. Đó, thì kế bên đây là trường học nè. Đi ra ngoài trước là đường Từ Vũ nè. Điện máy xanh, Bách Hóa Xanh, vô siêu thị, điện máy đồ, ra bến xe đồ sát bên luôn. Anh chị chạy một phút là tới chỗ hết ráo. Phút mấy là tới rồi.
hai cuốn sổ này ngay trung tâm thị xã Gò Công, chủ bán giá là 2 tỷ nha, cần liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình giúp em. Thì con đường này á, hồi nãy em cũng đi rồi thì nó cũng thông nha anh chị, nhưng mà khúc về sau á là không, xe hơi nó không thông được đúng không anh Bình? Đúng rồi. Thì xe hơi nó chưa thông được, thì anh chị mình đi từ con đường lớn đó đi vào, thì mình từ chỗ này mình quanh trái ngược trái ra nha. Còn con đường này thì nó thông nhưng mà xe hơi chưa thông được, thời gian gần đây nó sẽ thông thôi, tại vì lên thành phố thì bắt buộc phải thông xe hơi thông nè. Ở đây thì về thành phố Hồ Chí Minh anh chị chạy chưa tới 50 cây số là tới thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị. Mỹ Tho xuống là cỡ 40 cây, chợ gạo xuống hai mấy cây là tới rồi. Anh chị nào cần liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại anh chị. Rồi ok anh Bình. Bấm nút này. Bấm nút rồi. Bấm